Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Lời Chúa, bình an Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất Nên nói với họ dụ ngôn này rằng Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới Ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất kẻo có người trọng hơn ngươi Cũng được mời dự với ngươi Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy Đến nói với ngươi rằng Xin ông dường chỗ cho người này Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên." Bây giờ ngươi sẽ được vinh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên Sẽ phải hạ xuống Và ai hạ mình xuống Sẽ được nhắc lên Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ Người khen Chúa Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta Một hôm nọ Chúa Giêsu đến dùng bữa Tại nhà một đầu mục của nhóm biệt phái Cũng nơi đây Chúa nhận ra Có những thực khách háo hức chọn chỗ nhất Nghĩa là chỗ vinh dự ở trong buổi tiệc Chúa Giêsu liền nói với họ một vụ ngôn để rồi mời họ sống khiêm nhường bằng cách chọn lấy những vị trí sao chót. Chúa Giêsu nói: khi có ai mời ngươi đến dự tiệc cưới Ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất kẻo Có người trọng hơn ngươi Cũng được mời dự tiệc cưới với ngươi Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng xin ông nhường chỗ này cho cho người này à xét về bề ngoài của vụ ngôn thì đây chỉ là một vấn đề lịch sự xã giao tuy nhiên qua vụ ngôn chúa giêsu muốn đề cập đề cập đến một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với ngài tiệc cưới là tượng trưng cho nước thiên chúa và trong nước đó kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được sẽ được cất nhắc lên vì nước thiên chúa là một ân ban là một vinh dự mà chỉ những ai sống khiêm hạ và ý thức mình, ý thức bản thân của mình là hư vô là bất toàn mới có thể lãnh nhận. Còn những kẻ tưởng mình là cao trọng thì chắc chắn không thể được vào nước thiên Chúa. Và Thiên Chúa cũng không phù trợ cho những người kiêu căng như vậy. Nhưng ngược lại thì Ngài lại ban ơn để giúp sức cho những người sống khiêm nhường tuy nhiên việc khiêm nhường để chọn chỗ cuối chỗ chót ở trong một bữa tiệc phải được thực hiện trong một cách đơn sơ nghĩa là tự nhiên chứ không phải có hậu ý là và hy vọng rằng khi chọn chỗ cuối như vậy thì sẽ được mời lên chỗ cao hơn thì đó là một sự khiêm nhường giả tạo một sự kiêu ngạo tinh tế có lẽ trong thực tế ông bà anh chị em và tôi cũng vậy chúng ta không ít lần gặp thấy những người tự xưng là bé bọn là những người không có gì thậm chí họ còn nói họ là những người tội lỗi nữa vân vân nhưng tất cả điều đó để dụng ý là để người khác khen ngợi mình ca tụng họ là người khiêm tốn là người nhu mì là người thánh thiện vân vân đó quả thật là một tiểu xảo còn khiêm nhường thật sự phải là chân thành Nhìn nhận giá trị thực sự của mình Nói một cách khác Hạ mình xuống là khiêm nhường Mà khiêm nhường thực sự là biết mình Biết biết sự thật Những ưu điểm cũng như những khuyết điểm con người của mình Vì thế hạ mình xuống là sửa lại Những cái phóng đại lệch lạc Cho đúng sự thật Đúng với chân giá trị của mình cũng như của người khác. Và đồng thời, chúng ta xua trừ, xua trừ đi khỏi nơi tâm hồn và lòng dạ của chúng ta một cái căn bệnh của thời đại, đó là bệnh nổ. Một câu chuyện người ta kể lại một luật sư tài ba, giàu có. Một lần nọ, anh trò chuyện với một người nông dân anh mới khuyên người nông dân như thế này sao anh không cố gắng vươn lên mà cứ phải chân lắm tay bùng như thế này anh xem tôi đây tôi giàu tôi sang và có nhiều danh vọng tôi không phải cúi đầu trước bất cứ ai ngay cả thiên chúa một lời chia sẻ hết sức hết sức là tự tin thế rồi người nông dân thì anh ta lặng thinh một vài giây và anh đưa mắt nhìn lên cánh đồng lúa chính của mình anh ta nói với vị luật sư tôi thấy những bông lúa ít hạt và lép thì thường hay đứng thẳng Còn những bông lúa mà triểu hạt Những hạt đầy gạo thì bao giờ nó cũng công mình Và có khi, có khi nó cúi rạp trên mặt đất nữa Thưa ông bà, anh chị em Hai thái độ khác nhau giữa một người kiêu ngạo và một người nông dân chân thành thực tế trong cuộc sống chúng ta trong các môi trường xã hội giáo hội và ngay chính trong mỗi con người của chúng ta cám dỗ về địa vị là điều không nhỏ anh chị em sẽ thấy hàng ngày ở trong cuộc sống ở xã hội đó người đấy đi tìm mọi cách để tìm cho mình được một chỗ ngồi chỗ ngồi đó mà nói theo từ của ngày hôm nay đó là cái ghế để rồi từ cái ghế đó họ sẽ tìm cách để khai thác mọi thứ cũng từ cái ghế để hầu bảo đảm cho bản thân của họ và gia đình của họ một cuộc sống đầy đủ đầy đủ những tiện nghi sang trọng và hơn thế nữa Và nhiều khi còn tệ hơn thế nữa Nếu họ cần Thì họ còn tìm cách để Để đạp người khác xuống Để củng cố cho cái ghế của mình mỗi ngày Được lên cao và được vững chắc hơn Còn trong đời sống của chúng ta Đời sống cộng đoàn Chắc vẫn có đó Những người Chìm đắm trong ảo vọng Để tìm kiếm những cái Danh vọng địa vị ngay cả trong những thực tại thánh thiên nhất Với một cái ý hướng là Làm sao cho mọi người biết mình nhiều hơn Được nhiều người ca tụng hơn Vân vân Quả thật Đó là một thứ danh dự của não nề Thương bà anh chị em những người biệt phái mà Chúa Giêsu đề cập đến trong vụ ngôn ngày hôm nay Họ hay cậy dựa vào những nhân đức của chính bản thân họ Để rồi huên hoang, tự đắc và khinh bỉ những người khác Chúa Giêsu nói Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống Còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên điều đó chúng muốn nói lên cái giá trị đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa, dù là những người biệt phái của thời Chúa Giêsu hay chúng ta ngày hôm nay, từng người chúng ta cũng vậy. Có người càng nhận ra được cái thân phận thụ tạo bất toàn và giới hạn của mình trước mặt Thiên Chúa, thì có người càng trở nên cao trọng như vậy. Trước mặt Chúa Cao cả quyền năng con người chúng ta thấp hèn Tạo Phật Chúng ta càng dốc bỏ những những chiếc hào quang hào nhoáng bên ngoài Là những vướng bận trong và những vướng bận trong tâm hồn Con người thì càng được tự do và đáng được trân trọng hơn Và trân trọng trong nước của Thiên Chúa nước trời Có lẽ chúng ta vẫn nhớ trong tin mừng chỉ có một duy, duy nhất một lần Chúa Giêsu mời gọi những người Do Thái hãy học nơi Chúa Giêsu một cách trực tiếp. Còn lại ngày kể những vụ ngôn hay là những lời dạy xa xa để mời gọi người ta sống theo tin mực Lần đó ở chính là ở Phúc âm của Thánh Matthew chương 11 câu 29 ngài nói Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng Và quả thật như vậy gương sống tự hạ và khiêm nhường của Chúa Giêsu từ lúc Chúa Giêsu được sinh ra nơi hang đá bề lèm là một thiên chúa quyền năng tất cả tạo vật này do ngài tạo dựng nên thế mà ngài chọn để sinh ra nơi một hang đá bò lừa và đến khi chết không phải trong một cái cung điện cao sang mà là trên thập giá một tấm gương của sống khiêm hạ. Mẹ Maria cũng là một mẫu gương tuyệt vời để cho chúng ta noi theo. Mẹ tự xưng là nữ tỳ hèn mọn của Chúa, mẹ đã nói tiếng xin vâng để Chúa sử dụng trọn cả cuộc đời của mẹ theo thánh Chúa để cộng tác vào trong công trình cứu chuộc nhân loại và các thánh hầu như ai cũng vậy Trong đó chúng ta cũng vẫn nhớ Thánh Doan Tuyền hô Ngài đã từng nói Ngài phải lớn lên Còn tôi phải nhỏ lại Người môn đệ của Chúa là như vậy Hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần Cuối tuần Và cũng là cuối Trong tháng 10 Chúng ta tôn kính mẹ Maria Qua chuỗi măng côi Như tôi đã nói mẹ Maria Là một mẫu gương tuyệt vời Để cho chúng ta sống rất khiêm nhường như lời chúa mời gọi chúng ta hôm nay đấng tự xưng là nữ tỳ khiêm hạ của chúa xin phù trợ giúp sức cho cho mỗi người chúng con để chúng con luôn sống trong thái độ khiêm hạ và tin tưởng phó thác nơi chúa và xin cho chúng con luôn ý thức rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên amen